Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một địa điểm rất là hot luôn. Đó là hàng cây phượng tuyệt đẹp tại khuôn viên bảo tàng tỉnh và trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh. Rồi, bây giờ mời mọi người cùng mình dạo một vòng tham quan nhé. Cứ mỗi cuối tháng 4, đầu tháng 5 hàng năm thì tại bảo tàng tỉnh Tây Ninh lại đỏ rực một góc trời với hàng phượng dĩ nở rộ, báo hiệu mùa hè lại đến. Chính vì vậy mà nơi đây lại trở thành địa điểm check-in sống ảo cho nhiều người dân Tây Ninh mỗi khi đến hè. Hàng phượng hơn chục cây có tuổi đời trên 20 năm tại bảo tàng tỉnh Tây Ninh nở đỏ rực, làm cho khung cảnh nơi đây càng trở nên đẹp hơn. Rất nhiều người đến đây tìm cho mình những kiểu ảnh đẹp. Điều đặc biệt làm nên vẻ đẹp hiếm có của hàng phượng cổ thụ là bên cạnh hàng phượng là các hiện vật của bảo tàng được trưng bày tại đây như xe tăng, máy bay, các khẩu pháo và kiến trúc nhà hát đẹp mắt, đã tạo nên khung cảnh đẹp cho những ai muốn check-in chụp ảnh. Cây phượng hay còn gọi là cây phượng dĩ, cây có màu hoa rực rỡ, là cây cảnh được trồng làm cây bóng mát, phổ biến ở nước ta, cây được ưa chuộng trồng từ bao đời nay. Cây không những có hoa đẹp, lại dễ trồng và chăm sóc, chịu hạn tốt, dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Ngoài tên gọi là cây phượng dĩ, cây còn có tên gọi là phượng hồng, son tây, điệp tây, kim hoàng. Cây phượng có nguồn gốc từ những nơi có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, được tìm thấy đầu tiên ở miền Tây Madagascar. Khi được trồng ở Việt Nam, rất phù hợp với khí hậu nước ta, cho cây phát triển xanh tốt. Cây phượng dĩ tượng trưng cho tuổi học trò, mỗi khi hoa phượng nở, báo hiệu một mùa hè lại đến, là kết thúc một năm học. Ngày tổng kết cũng là ngày hoa phượng nở đỏ rực cùng với tiếng ve kêu mùa hè. Hoa phượng dĩ trong từ điển Hán Việt có nghĩa là đuôi con chim phượng. Vì lá cây phượng có hình dạng giống với đuôi con chim phượng, cây hoa nở rộ mang ý nghĩa có tin vui, báo hiệu một mùa bội thu và bình an.